Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2024, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bệnh thủy đậu tại tỉnh Đắk Lắk cơ bản được kiểm soát. Niềm vui của người trồng cà phê khi giá tăng cao. Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. Thời sự trong nước, cửa khẩu quốc tế hữu nghị kéo dài thời gian thông quan. Indonesia công bố kết quả bầu cử tổng thống. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ rác thải điện tử là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 21 tháng 3 tại huyện Chư Mờ Ga, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chín Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hờ Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy; Isang Rinia Kneng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk đã cắt băng khánh thành, bàn giao hai căn nhà mẫu cho gia đình bà Hờ Nghế Eban ở thị trấn Ebok và ông Y Krek Adrung ở xã Chư Mờ Ga, huyện Chư Mờ Ga. Các nhà mẫu được xây dựng trên diện tích 36m² với trị giá 80 triệu đồng một căn, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 20 triệu đồng và huyện Chư Mờ Ga hỗ trợ 10 triệu đồng. Sau lễ bàn giao hai căn nhà mẫu, Bộ Công an sẽ đồng loạt khởi công xây dựng 1.198 căn nhà còn lại trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk xác định nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả phong trào Đắk Lắk chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Việc hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo lần này là đợt hỗ trợ nhà ở lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với tỉnh, góp phần giúp tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như lực lượng công an nhân dân. Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nguồn lực phối hợp với Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là việc làm rất ý nghĩa nhằm hỗ trợ một bộ phận người dân nghèo đời sống gặp nhiều khó khăn, có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ sự giúp đỡ ủng hộ của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm với tinh thần trao yêu thương để nhận về hạnh phúc, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với địa phương phấn đấu hoàn thiện 1.200 căn nhà tình nghĩa trao tặng cho các hộ dân nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiến tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024. Chiều qua 20 tháng 3, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại huyện Chư Mờ Ga về phát triển cà phê bền vững theo nghị quyết số 24 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, huyện Chư Mờ Ga có 37.649 hecta cà phê, tăng 1.500 hecta so với năm 2017. Sản lượng hàng năm khoảng 84.000 tấn. Thực hiện nghị quyết số 24 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển cà phê bền vững, toàn huyện đã tái canh và trồng mới được 4.116 hecta và hơn 1.600 hecta cà phê già cỗi sang nguồn nước được chuyển sang các loại cây trồng khác.
Đến nay, toàn huyện có 5.683 hộ với gần 8.500 hecta tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận như UTZ Certified, cà phê 4C, cà phê rừng nhiệt đới và thương mại công bằng, chiếm 22,4% diện tích cà phê kinh doanh của huyện, với sản lượng vườn khoảng 26.524 tấn. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết về phát triển cà phê bền vững, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Mờ Ga kiến nghị nhà nước quan tâm xây dựng thêm một số hồ đập để chủ động nước tưới cho cà phê ở xã Mờ Ró, đây là vùng thường khô hạn, thiếu nước tưới. Đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng ở những vùng sản xuất cà phê có diện tích lớn nhằm giảm chi phí sản xuất. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những kết quả mà huyện Chư Mờ Ga đạt được trong phát triển cà phê bền vững. Theo nghị quyết số 24 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí đề nghị huyện Chư Mờ Ga cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, vận động nhân dân thực hiện việc phát triển cây cà phê theo hướng bền vững, khắc phục tình trạng thiếu nước tưới, không để nông dân chuyển đổi cây trồng không theo kế hoạch. Chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, tuổi trẻ Đắk Lắk đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Với chủ đề khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, tỉnh đoàn Đắk Lắk phấn đấu thực hiện 120 công trình thanh niên và 1.200 phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho 25.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 4.000 thanh niên. Thanh niên tỉnh Đắk Lắk cũng phấn đấu trồng mới 350.000 cây xanh, hỗ trợ 184 thôn buôn khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, phát triển 24.000 đoàn viên mới, có 120.000 lượt đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử 120 năm hình thành phát triển tỉnh Đắk Lắk, giới thiệu 6.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, vân vân. Tính đến ngày 20 tháng 3, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 135 ca mắc thủy đậu. Trong đó nhiều ca bệnh tập trung ở tại 4 huyện thành phố gồm huyện Eka 28 ca, thành phố Buôn Ma Thuột 22 ca, huyện Buôn Đôn 20 ca, huyện Krông Bách 26 ca. Ngay sau khi nhận thông tin về các ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với y tế cơ sở, chính quyền địa phương điều tra truy vết, hướng dẫn phun chloramin B khử khuẩn tại nhà bệnh nhân, trường mẫu giáo. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh thủy đậu và cách khử khuẩn các vật dụng có liên quan đến bệnh nhân. Vận động phụ huynh học sinh đưa con em đi tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu và thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh thủy đậu tại hộ gia đình theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nhờ vậy, đến nay bệnh thủy đậu tại tỉnh Đắk Lắk cơ bản được kiểm soát. Bệnh thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus varicella rota virus gây nên. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, rất dễ lây khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh, tốc độ lây lan nhanh chóng, có thể gây thành dịch bệnh trong thời gian ngắn. Bệnh lành tính nhưng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê trong những ngày gần đây đang liên tiếp lập những mốc kỷ lục mới. Điều này khiến người trồng cà phê tại Đắk Lắk rất vui mừng. Hiện nay bà con đang tập trung chăm sóc để nâng cao chất lượng và tăng năng suất cà phê. Gia đình ông Nguyễn Văn Viện ở thôn 9, xã Chư Ni, huyện Eka có hơn 1,5 hectare cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh. Niên vụ 2023-2024, gia đình ông thu được gần 5 tấn cà phê nhân. Ông Viện kỳ vọng giá cà phê tiếp tục giữ ở mức cao để nông dân tăng thêm thu nhập. Thế còn giá cả cà phê này làm sao nên mọi cơ quan này, cái nông trường này, cứ tạo điều kiện cho mọi người dân để còn có điều kiện được phát triển. Đã được rồi thì còn được hơn nữa. Mà đã giá được rồi làm sao nó lại được cả mọi cả về cái năng suất rồi cái tinh thần nó phấn khởi. Còn gia đình anh Trần Đình Hoàng ở thôn Tân Hưng, xã Econec, huyện Krông Bách có hơn 1 hecta cà phê nhận giao khoán của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Cacao tháng 10. Mặc dù đã trồng sen sầu riêng nhưng gia đình anh Hoàng vẫn xem cà phê là cây trồng chủ lực. Thứ nhất là được cái giá cả thì nó ổn định. Nhưng được cái giá cả thì người dân họ cũng chú trọng rất chú trọng với cái bên vườn này, cái cà phê này. Chúng tôi vừa tự tắm chăm sóc về canh nhánh á, nên là nói chung là làm thường kỳ, từ tháng là cắt canh một lần để đánh nhánh, một lần là phấn bón là rất đầy đủ, tự tắm nó đúng chu kỳ.
Đắk Lắk hiện có khoảng 210.000 ha cà phê, sản lượng hơn 520.000 tấn trên một năm, chiếm trên 30% sản lượng cà phê cả nước, trong đó có gần 46.000 ha đã đăng ký tham gia sản xuất cà phê bền vững có chứng nhận, chiếm khoảng 22,12% diện tích cà phê toàn tỉnh. Trong bất kể tình huống nào, mình phải giữ được cái sự bền vững đó. Về mặt kinh tế, bền vững có nghĩa là cái nguồn thu nhập trên một cái đơn vị diện tích nó đủ cao để nó duy trì cái đời sống người nông dân. Mà muốn đủ cao trong bất cứ tình huống nào này bền vững thì nó phải đa dạng hóa trên vườn cây. Thì hiện nay là trên địa bàn Đắk Lắk cũng như Tây Nguyên đó, thì chúng ta đi khắp nơi thấy rằng nó có một cái hình ảnh rất là tích cực, có nghĩa là bà con biết cách tạo ra một cái vườn cây có đa dạng nguồn thu nhập và đem lại cái tổng thu nhập trên bên Mỹ rất cao. Hiện tại giá cà phê đang mức cao nên người trồng cà phê hết sức phấn khởi. Giá cà phê tăng cao không chỉ góp phần cải thiện nâng cao đời sống cho người trồng cà phê mà còn tạo thêm nguồn lực để người nông dân đầu tư chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, phát triển bền vững ngành hàng nông nghiệp chủ lực này. Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, thủy lợi là khâu quan trọng có vai trò quyết định đến năng suất chất lượng cây trồng. Đây cũng là tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Những ngày này, gia đình anh Phạm Ngọc Huy ở xã Quảng Tiến, huyện Chư Mờ Ga đang chăm sóc và tưới nước cho 2 hecta cà phê. Anh Huy chia sẻ, từ khi xã Quảng Tiến thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã không ngừng được đầu tư hoàn thiện, giúp gia đình anh giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất. Nhờ cái nguồn nước ổn định nên là tụi em chủ động được trong nguồn tưới, nên là cây lúc nào nó cũng không có bị vàng hoặc ấy, không thiếu nước, không bị vàng hoặc bị héo sẽ gây tới tình trạng là trái bị khô. Còn nguồn nước mình có được ổn định thì mình tưới cũng nói chung là dù là tưới không được đều cho cây mùa nắng cũng như mưa nhưng mà nó cây vẫn hấp thụ thì vẫn giữ được trái non rất là nhiều. Cộng với lại tưới bác thì cái đụng như nước mưa xuống thì rầy rẹp nó sẽ không có. Nên là nó hạn chế được cho cây của mình. Nói chung thì có nhưng mà mình bác nó sẽ đánh xuống đất nên nó vẫn chết đi. Những năm qua, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, dự án được triển khai tại các địa phương trên toàn tỉnh Đắk Lắk gắn với ngành nông nghiệp, trong đó có thủy lợi. Đến nay, các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới chủ động cho 83,88% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới. Nguồn nước năm nay thì ở cái khu vực này thì dồi dào, thoải mái. Từ xưa đến nay thì cũng ổn định, nhưng mà năm giờ làm được công trình này thì còn ổn định hơn nữa. Đây nước, mà như làm sầu riêng, dân trồng sầu riêng nhiều thì đỡ tốn nước hơn. Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Ngoài ra, việc phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi đã phát huy được nguồn lực của nhân dân, kịp thời tưới tiêu nước phục vụ cho sản xuất, đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai mùa mưa lũ. Thì ngay từ đầu mùa thì chúng tôi đã bám sát vào cái nội dung chỉ đạo mà của Đài khí tượng thủy văn Trung ương cũng như là bản tin dự báo khí tượng thủy văn của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, rồi hướng dẫn các địa phương sử dụng nước hợp lý, đồng thời là khuyên cáo các chủ đập là phải cuối vụ là phải tích nước tối đa và tưới chủ động, tưới tiết kiệm, dùng các giải pháp là tùy theo điều kiện thực tế của công trình mà dùng các giải pháp thủy lợi hợp lý để làm sao mà nâng cao hiệu quả tưới của công trình. Đến nay, địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 110 trong tổng số 151 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi. Phấn đấu đến cuối năm nay, toàn tỉnh có 120 xã đạt tiêu chí này. Việc duy trì và giữ vững tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới giúp hạ tầng nông nghiệp được bảo đảm đồng bộ. Đây là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, giúp nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.